3 năm qua, binh đoàn Rồng Vàng chưa hề để thua tại sân nhà. Sự tiếp lửa của khán giả chính là động lực quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng vào kết quả tốt trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là địa lợi. Đặc biệt, trước cuộc đối đầu này, VFF đã giải quyết được vấn đề đáng lo ngại nhất là việc ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi đồn đoán đã được kết thúc, ông Park có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hơn bao giờ hết, nhà cầm quân người Hàn muốn đưa ra một tuyên bố đanh thép và cơ hội của ông chính là hai trận đấu quan trọng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Về mặt lực lượng, đội tuyển sẽ không mất thêm nhân tố quan trọng nào. Do V-League 2019 đã kết thúc nên các cầu thủ đều ở tình trạng thể lực sung mãn, sẵn sàng cho hai trận đấu với UAE và Thái Lan. Trong khi đó, đại diện của Ả Rập lại mất đi tiền đạo chủ lực Ali Mabkhu vì án treo giò, đó là Nhân Hòa. Đó là những lợi thế lớn của tuyển Việt Nam, nhưng để đánh bại đối thủ mang đẳng cấp châu lục như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội bóng của huấn luyện viên Park cần hội tụ nhiều yếu tố nữa, thậm chí là may mắn. Giờ là lúc người hâm mộ kỳ vọng vào cái duyên của ông Park, người đã từng giúp các đội bóng Việt Nam đánh bại nhiều đối thủ mạnh đến từ khu vực Trung Đông và Tây Á. Huấn luyện viên người Hàn là người theo đuổi triết lý bóng đá thực dụng. Quan điểm của ông Park giống như Jose Mourinho, muốn giành chiến thắng trước hết là không để đối thủ ghi bàn. Do đó, khi lựa chọn nhân sự ở hàng thủ, chiến lược gia Hàn Quốc đã cân nhắc rất kỹ càng. Nhưng một khi đã tìm ra bộ khung và vận hành một cách trơn tru, ông Park không hề có thói quen thay đổi. Mặc dù Hữu Tuấn và Văn Đại có tên trong danh sách 25 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng cơ hội để hai trung vệ này có tên trong đội hình xuất phát là dường như không có. Hiện tại, Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng chơi cực kỳ ổn định và bọc lót cho nhau rất tốt, nên ba cầu thủ này vẫn sẽ được đóng đinh ở hàng thủ. Ngoài ra, vị trí trong khung gỗ cũng khó thoát khỏi tay của thủ môn đang bắt chơi Mường Thông United, Đặng Văn Lâm. Tuấn Anh gặp chấn thương trong trận đấu với Malaysia vào ngày 10 tháng 10, nên anh đã lỡ trận đấu với Indonesia. Hiện tại, cầu thủ người Thái Bình đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, tham gia tập luyện và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện, nên sáng cửa đá chính ở trận này. Đá cặp với Tuấn Anh ở hàng tiền vệ, khả năng cao là Đỗ Hùng Dũng. Mặc dù tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đang bị đau nhẹ, nhưng ban huấn luyện và đội ngũ y tế đã hỗ trợ tối đa cho Hùng Dũng để anh có thể hồi phục và đạt trạng thái tốt nhất trước trận đại chiến với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai cầu thủ chơi cánh trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của ông Park ở trận này khó thoát khỏi tay Trọng Hoàng và Văn Hậu. Nếu như Hoàng Bò đang có thể lực sung mãn, thì Văn Hậu dù chưa được đá chính ở đội 1 của SC Heerenveen nhưng vẫn được ra sân tại đội trẻ của câu lạc bộ này nên cảm giác bóng và phong độ vẫn được duy trì. Hai tiền đạo ba người của binh đoàn Rồng Vàng nhiều khả năng sẽ không có biến động. Quang Hải chắc suất đá chính và cũng khó cầu thủ nào lấy được vị trí từ tay Văn Toàn vì hai cái tên này đã có phong độ rất cao và chơi ăn ý với nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung Trọng Hùng và Tiến Linh từ U22, nhưng nhiều khả năng Anh Đức sẽ được ra sân đá chính ở trận này. Lý do là bởi đội bóng Ả Rập chấm bóng bổng không tốt và khá vụng về khi hóa giải những đường căng ngang. Trong khi đây lại là sở trường của lão tướng Anh Đức. Nếu như được Park Hang-seo tin tưởng, đây là lần đầu tiên Anh Đức được đá chính ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Với 7 điểm sau 3 lượt trận, tuyển Việt Nam đang hướng đến một kết quả có lợi trước đối thủ lớn là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thậm chí là một chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình. Và để cụ thể được quyết tâm đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đang dốc hết sức mình luyện tập cũng như trau dồi chiến thuật để thực sự tự tin nghênh chiến đối thủ. Người hâm mộ nước nhà đang rất trông chờ tin thắng trận từ đội bóng của ông Park vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11 tới, từ đó tái khẳng định tầm vóc lẫn sự vượt trội của bóng đá Việt Nam so với các nền bóng đá khác trong khối ASEAN để dần dần bước chân vào vũ đài bóng đá châu lục và thế giới. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gặp nhau tổng cộng 5 lần ở các giải đấu cấp châu lục, đó là Asian Cup và vòng loại World Cup khu vực châu Á. Chúng ta chỉ thắng được đối thủ duy nhất trong lần chạm trán đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Alfred Riddle đã chơi rất ấn tượng và giành chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh. Giải đấu đó đội tuyển Việt Nam vào tứ kết và chỉ dừng bước trước đội tuyển Iraq, đội bóng đã lên ngôi vô địch vào năm đó. 4 lần gặp tiếp theo, đội tuyển Việt Nam toàn thua và ghi vỏn vẹn duy nhất một bàn vào lưới đối thủ. Đó là pha lập công của Huỳnh Quốc Anh, cũng chính trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong khi chúng ta phải nhận tới 13 bàn thua với 2 trận thua đậm cùng với tỷ số 0-5. Lịch sử đối đầu đã không ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đã 6 năm kể từ lần cuối cùng gặp nhau, đội tuyển Việt Nam bây giờ đã khác rất nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tốt trước đối thủ đến từ Tây Á này.
Đợt triệu tập đội tuyển quốc gia cuối cùng của năm rốt cuộc đã đến. Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có hai cuộc đối đầu vô cùng quan trọng tại vòng loại World Cup 2022. Với điểm tựa sân nhà Mỹ Đình, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp đón hai đội tuyển mạnh là UAE và Thái Lan, trong đó vào ngày 14 tháng 11 lúc 20 giờ là thời điểm chúng ta chạm trán đại diện đến từ Tây Á. Thực sự quyết tâm giành lấy 3 điểm trước UAE không phải là không có khả năng, thậm chí điều đó vô cùng khả thi. Trong quá khứ, nhiệm vụ này hẳn hơi viển vông nhưng thực tại là một viễn cảnh hoàn toàn khác. Kể từ thời điểm ông Park đến Việt Nam, những chiến binh sao vàng đã thay đổi rất nhiều. Các cầu thủ của chúng ta cứ lần lượt lập nên hàng loạt thành tích không tưởng từ Đông Nam Á đến châu Á. Trong phạm vi Đông Nam Á, tập thể được thầy Park dẫn dắt vô địch AFF Cup 2018 một cách đầy thuyết phục. Chúng ta đánh bại địch thủ khó chịu nhất là Thái Lan ở King Cup lẫn vòng loại U23 châu Á. Đó không chỉ là một chiến thắng sát nút trước đội tuyển xứ chùa vàng như tại King Cup, mà còn là màn hủy diệt với tỷ số lịch sử 4-0 của huấn luyện viên Park. Chỉ chưa đầy 2 ngày nữa, vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính thức khởi tranh. Đội tuyển chủ nhà Thái Lan ở bảng A có trận ra quân gặp đối thủ U23 Bahrain lúc 20:15 ngày 8 tháng 1. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Akira Nishino tự tin về khả năng giành trọn 3 điểm của các học trò trong ngày ra quân. U23 Bahrain là đội bóng đáng gờm, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của họ tại giải cúp vùng vịnh. Vì thế tôi nghĩ U23 Thái Lan sẵn sàng giành 3 điểm trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản cho hay. Không riêng huấn luyện viên Nishino, các cầu thủ U23 Thái Lan thể hiện sự lạc quan trước khi chinh chiến ở giải đấu năm nay. Tiền vệ Kristada Kaman khẳng định U23 Thái Lan ngày càng hoàn thiện sau thất bại ở SEA Games 30. Huấn luyện viên Nishino yêu cầu các cầu thủ chơi theo nhóm, mạnh dạn cầm bóng để U23 Thái Lan triển khai lối chơi tốt hơn. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT báo tin dữ khi Stuphanat Muenta, Efan Dolo dính chấn thương. Điều đáng lo lắng hơn khi trước đó, huấn luyện viên Nishino chia tay 5 cầu thủ do không kịp hồi phục để tham dự giải đấu. Tuy nhiên, trong buổi chia sẻ mới nhất, vị thuyền trưởng U23 Thái Lan khẳng định lúc này, Efan Dolo là cầu thủ duy nhất gặp vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, ông xác nhận Stuphanat Muenta đã trở lại sau 2 ngày không tập luyện vì đau mắt. Hành động này của huấn luyện viên Nishino khiến nhiều người liên tưởng đến chiêu tung hỏa mù của ông Park khi liên tục úp mở về khả năng ra sân của Đình Trọng trước khi điền tên anh vào danh sách chính thức hôm ngày 5 tháng 1. Theo lịch, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ chơi trận mở màn tối ngày 8 tháng 1 trước Bahrain tại Bangkok, sau đó lần lượt thi đấu với Úc và Iraq. Muốn đi tiếp, họ cần có ít nhất 4 điểm để có được một trong hai vị trí đầu bảng. Tin mới, Đoàn Văn Hậu góp mặt, Hiranvin được giải cứu ấn tượng. Đoàn Văn Hậu làm bước đột phá sang châu Âu chơi bóng, tạo ngoại lệ ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Lần đầu tiên có một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào đây cho Hiranvin. Sau những đàm phán thương thảo, cuối cùng câu lạc bộ FC Hiranvin vui mừng loan báo. Đội tìm được nhà tài trợ mới, đó là công ty đến từ quốc gia Việt Nam. Nơi của Đoàn Văn Hậu là niềm tự hào, nhận sự quan tâm lớn. Thông qua trang Facebook, Hiranvin thông báo, nhà tài trợ mới của câu lạc bộ là công ty Chevy Bamboo Bike có thời hạn đến giữa năm 2021. Các thành viên của đội sử dụng xe đạp của thương hiệu đến từ Việt Nam đi từ sân AB Lancia đến trung tâm đào tạo của đội. Phía câu lạc bộ của Đoàn Văn Hậu giới thiệu, Chevy có nghĩa là che Việt. Với cái tên này, công ty mong muốn rằng bất cứ khi nào mọi người nhắc đến Chevy, nó đều nhắc nhở họ về Việt Nam và sự sáng tạo của người Việt Nam với những sản phẩm vô cùng độc đáo nhưng thân thiện với môi trường. Hiranvin từng bước vào mùa giải mới mà thiếu vắng nhà tài trợ. Việc câu lạc bộ khả năng có mạnh thường quân đến từ Việt Nam từng được lãnh đạo Hiranvin bật mí sau khi đội bóng áo trắng xanh chiêu mộ Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, phải đến những ngày đầu năm 2020, Hiranvin mới có thể chính thức thông báo tin vui. Trong lúc thầy trò ông Janssen có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Sau lượt đi giải vô địch quốc gia Hà Lan, Hiranvin tạm đứng thứ 8 cho bảng xếp hạng với 7 thắng, 7 hòa, 4 thua, được 28 điểm, kém Ajax dẫn đầu 16 điểm. Với Đoàn Văn Hậu dù gặp trở ngại lớn về ngôn ngữ nhưng ở khía cạnh chuyên môn, huấn luyện viên Janssen đánh giá cao hậu vệ đến từ Việt Nam và đang từng bước giúp hậu hòa nhập một cách nhanh nhất có thể. Báo Hàn hí hửng mong U23 Hàn Quốc đụng U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020. Dù U23 Hàn Quốc rơi vào bảng đấu tử thần, nhưng báo chí xứ Kim Chi vẫn tin vào cơ hội lọt vào tứ kết U23 châu Á 2020, nơi họ có thể đụng U23 Việt Nam. Trước thêm giải đấu U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan, tờ Chosun viết, để giành vé dự Olympic 2020, U23 Hàn Quốc phải ít nhất vào bán kết. Trước tiên, toàn đội phải vượt qua vòng bảng, nơi có sự góp mặt của nhà vô địch U23 Uzbekistan và đội tuyển U23 Iran.
Tuy nhiên, tuyển U23 Hàn Quốc rất mạnh và tự tin có thể vượt qua vòng đấu bảng. Tờ báo Sư Hàn còn dự đoán đối thủ ở vòng tứ kết có thể là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đặc biệt là U23 Việt Nam. U23 Việt Nam có sự chỉ đạo của ông Park. Mỗi bước đi của ông Park đều nhận được nhiều sự chú ý không chỉ ở Việt Nam mà còn tại Hàn Quốc. Nếu diễn ra trận đấu này, hứa hẹn hấp dẫn và là ngày hội của người dân hai nước. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc rơi vào bảng đấu tử thần với đối thủ mạnh đó là U23 Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò ông Kim Hak-bum đối mặt với một trong bốn đội bóng ở bảng D, đó là Việt Nam, UAE, Triều Tiên hoặc Jordan. Theo đó, báo giới Hàn Quốc rất tự tin và lạc quan vào cơ hội đi tiếp của đội nhà, đồng thời đánh giá cao U23 Việt Nam, đội vốn là đương kim Á quân tại giải trẻ ở khu vực châu Á. Ngày 9 tháng 1, U23 Hàn Quốc có trận ra quân gặp U23 Trung Quốc. Trong khi đó, thầy trò ông Park sẽ có trận mở màn với U23 UAE. Nhà báo Tây Á, Việt Nam là đối thủ khó chơi của UAE. Nhà báo Mustaf Al-Faki cho rằng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và UAE. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính thức khởi tranh vào ngày 10 tháng 1. Đây là lúc truyền thông các quốc gia đội bóng tham dự đặt nhiều sự quan tâm tới tình hình chuẩn bị của các đối thủ. Ngoại trừ Triều Tiên là đội tôi không có nhiều thông tin, tôi cho rằng các đội còn lại ở bảng D đều mạnh, đặc biệt là Việt Nam. Đây là đối thủ lớn của UAE. Nhà báo Mustaf Al-Faki của tờ Al-Khali chia sẻ với Zing.vn. Mustaf Al-Faki từng theo dõi nhiều trận đấu đỉnh cao trong những chuyến đi công tác ở châu Âu và châu Á. Ông từng dự khán trận đấu của tuyển Việt Nam và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11 năm 2019. Theo Mustaf, U23 Việt Nam là đối thủ lớn với U23 UAE trong mục tiêu giành ngôi đầu bảng D. U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ đang chơi cho tuyển quốc gia. Tôi không nhớ rõ tên, nhưng đây đều là những cầu thủ thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo. Trước giải đấu, các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc thi đấu giao hữu nhiều trong năm 2019. Trong chuyến hành quân tới Thái Lan lần này, huấn luyện viên trưởng Marcel Skoya mang theo nhiều tuyển quốc gia từng góp mặt ở trận thua tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cuối năm 2019 như Mohamed Anatas, Abdullah Ramandi hay là Ali Saleh. Theo nhà báo UAE, những cầu thủ này đang có phong độ cao ở giải vô địch quốc gia, quyết tâm đánh bại Việt Nam trong lần tái đấu tới. Nhiều cầu thủ U23 UAE quyết tâm đánh bại Việt Nam, chúng tôi cố gắng giành ngôi đầu bảng D. Cây viết của tờ Al-Khali cho hay, U23 Việt Nam đối đầu với UAE ngay trận đầu tiên bảng D ngày 10 tháng 1. Theo nhà báo này, đây nhiều khả năng là trận chung kết sớm của bảng đấu. Trận đấu giữa UAE và Việt Nam quyết định cục diện bảng đấu. Bạn biết, ở bất kỳ một giải đấu nào, trận đấu đầu tiên luôn quan trọng vì kết quả của nó tác động trực tiếp tới tâm lý thi đấu của hai trận còn lại. Nếu giành 3 điểm đầu tiên, UAE hoặc Việt Nam vô cùng tự tin hướng tới trận tiếp theo. Nhà báo Tây Á cho hay, Mustaf Al-Faki là người UAE gốc Sudan, hiện làm việc cho tờ Al-Khali, một trong những hãng thông tấn lớn của UAE. Bên cạnh những chuyến công tác ở châu Âu như Premier League, UEFA Champions League, Mustaf cũng thường xuyên có mặt tại các sự kiện lớn của bóng đá châu Á, Asian Cup và U23 châu Á 2020. Báo châu Á, U23 Việt Nam liệu có thể làm nên một phép màu nữa? Cây bút Gabriel Tan cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam đủ khả năng để tiến xa tại U23 châu Á 2020, bất chấp việc bị các đối thủ cảnh giác khi không còn là ẩn số của giải đấu. Sáng ngày 7 tháng 1, cây bút Gabriel Tan của Fox Sports Asia có bài nhận định về bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tiêu đề Liệu Việt Nam có thể làm nên một phép màu nữa? Trong bài viết, tác giả nhắc lại chiến tích của các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park trong hơn 2 năm qua và khẳng định vị thế của tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020 khác nhiều so với giải đấu diễn ra gần 2 năm trước. 2 năm trước, U23 Việt Nam khiến tất cả ngạc nhiên khi vào tới chung kết và tại giải đấu lần này không ai có thể đánh giá thấp họ, đặc biệt sau những gì thầy trò ông Park làm được trong 2 năm qua. Họ vào top 4 Asian Game 18, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019, gần nhất vô địch SEA Games 30, ông nhắc lại. U23 Việt Nam lần này có thể không còn là ẩn số, nhưng nên đặt mục tiêu tiến xa tại giải đấu lần này, kể cả khi nó không còn mang yếu tố bất ngờ cho nhiều người, Gabriel nhận định. Cây bút này rõ ràng đánh giá cao đoàn quân của ông Park. Ông thậm chí khẳng định cuộc cạnh tranh tại bảng D chỉ diễn ra giữa U23 Triều Tiên, Jordan, UAE, bởi U23 Việt Nam gần như chắc suất đi tiếp.
Jordan từng chơi tốt ở cấp độ U23 khi giành hạng 3 hồi năm 2013, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong một ngày đẹp trời, cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh ở châu lục. Tuy nhiên, UAE mới là đội bóng chất lượng hơn và nhiều khả năng cùng Việt Nam giành tấm vé và chơi tại tứ kết. Tác giả dự đoán cục diện tại bảng D. Nếu như vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán một trong bốn đội tại bảng C, đó là U23 Hàn Quốc, Uzbekistan, Iran hoặc là Trung Quốc. Trong khi U23 Uzbekistan là đương kim vô địch U23 châu Á, Hàn Quốc và Iran luôn là những ông lớn của bóng đá châu lục. Lúc 17 giờ 15 phút ngày 10 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò bắt đầu hành trình bằng cuộc chạm trán UAE trên sân vận động Thunder Castle. Người Thái mừng thầm U23 Thái Lan ra quân vòng chung kết U23 châu Á có cầu thủ thứ 12. 20 giờ 15 phút ngày 8 tháng 1 ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á, U23 chủ nhà Thái Lan ra quân trận đầu tiên gặp Bahrain. Liên đoàn bóng đá châu Á phân công tổ trọng tài người Nhật đồng hương với huấn luyện viên Nishino, U23 Thái Lan điều khiển trận này. Đó có thể là lợi thế cho chủ nhà Thái Lan. Ba trọng tài làm nhiệm vụ ở sân gồm trọng tài chính Ryuji Sato, hai trợ lý Hiroshi Yamauchi, Jun Mihara. Trọng tài thứ tư là ông Ahmad Abubakar.
22 giờ ngày 14 tháng 11. Đây là một trận đấu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội tuyển. UAE được đánh giá là ứng cử viên số 1, giành vé đi tiếp ở bảng G và hiện tại đang đứng thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đứng thứ 97. Tại vòng loại World Cup 2018, đội bóng này cũng vượt qua vòng loại thứ 2 với vị trí nhì bảng A. Sau đó đến vòng loại thứ 3, UAE đứng thứ 4 tại bảng B, xếp trên Iran và Thái Lan ở bảng này. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam đã từng thắng UAE tại vòng bảng BCK Asian Cup 2007 với tỷ số 2-0 nhờ những pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh. Đây là giải mà Việt Nam có tư cách là một trong 4 đội đồng chủ nhà. Tuy nhiên, sau kỳ tích này, đội tuyển Việt Nam liên tiếp thua đối thủ đến từ Tây Á. Cụ thể hơn, ngay trong năm 2007, Việt Nam và UAE đã chạm trán thêm 2 lần nữa tại vòng loại đầu tiên World Cup 2010. Khi đó, chúng ta thua đối thủ 1-0 ngay trên sân nhà và 0-5 trên sân khách và bị loại với tỷ số 0-6 tổng cộng. Đến năm 2013, Việt Nam lại gặp UAE tại vòng bảng của một vòng loại Asian Cup 2015. Chúng ta tiếp tục thua đối thủ 1-2 trên sân nhà và 0-5 trên sân khách. Những kết quả này là một phần nguyên nhân khiến Việt Nam không vượt qua vòng loại Asian Cup 2015. Như vậy, từ những kết quả trong quá khứ, chúng ta có thể thấy sân nhà Mỹ Đình chính là điểm tựa cho Việt Nam, tạo nên những kết quả có thể coi là chấp nhận được trước UAE. Khi đấu trên sân đội bạn, chúng ta thường để thua với tỷ số rất đậm. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới giữa hai đội bóng trên sân Mỹ Đình sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam bứt phá. Chỉ cần thắng trận này, cơ hội lần đầu bước vào vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup sẽ sáng hơn bao giờ hết với đội tuyển của chúng ta. Đội hình dự kiến ra sân, Việt Nam gồm có Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Văn Toàn, Quang Hải và Anh Đức. Về UAE chúng ta có Khalis Elisa, Mohamed Ameliha, Mohamed Omar Ostar, Khalafi Ahamanani, Ahasa Sela, Jami Jakur Sama, Tari Amen, Ahmed Khali, Omar Aburarama, Hansa Ali, Ali Saleh.